Hello, xin chào tất cả quý anh chị khách hàng nha. Lại là Nam đây ạ. Thì ngày hôm nay SH350i 2025 đã chính thức về đến đại lý bên Nam rồi nha anh chị. Thì cụ thể trước cái màn hình anh chị đang xem đây là mẫu xe SH350i 2025. Chiếc xe này là phiên bản đặc biệt thắng đĩa ABS màu xám đen. Nhưng mà với cái màu này thì đa phần khách hàng bên Nam hay gọi là màu xám lông chuột đó anh chị. Video này Nam mời anh chị cùng tham khảo nhanh xem mẫu xe SH350i 2025 này có gì đặc biệt không nhé. Đầu tiên thì Nam sẽ đi quanh một vòng quay cho anh chị xem về tổng thể thiết kế của mẫu xe này. Rồi sau đó Nam sẽ quay chi tiết nhé. Thì đối với dòng xe SH350i 2025 vừa mới ra mắt này, nhà máy Honda Việt Nam cho ra tổng cộng 3 phiên bản và có 4 màu sơn nha anh chị. Phiên bản đầu tiên đó là phiên bản cao cấp có một màu duy nhất là màu trắng. Phiên bản thứ hai là phiên bản đặc biệt màu này này anh chị. Và phiên bản thứ ba nó có hai màu, màu xanh và màu xám nha. Thì từ màu sắc thì tùy sở thích của mọi người, nhưng mà cá nhân Nam thì đánh giá rất cao về cái màu xám này nha anh chị, nhìn nó rất là cá tính nha. Rồi bây giờ Nam sẽ đi sâu vào chi tiết nha. Đầu tiên là phần đầu xe này anh chị, cái phần chắn gió của xe đã được thiết kế thành tách biệt thành hai tầng luôn nha anh chị, nhìn rất là thể thao ha. Bên dưới là cái phần mặt nạ của xe đã được tinh chỉnh lại, kể cả cụm đèn xi nhan cũng tinh chỉnh lại luôn nha anh chị. Tất cả hệ thống đèn trên xe này đều là đèn LED hết nha, không có sử dụng đèn halogen. Và sâu xuống dưới cùng đó là cái cụm đèn pha cos. Cái cụm đèn này thì cũng đã được vuốt gọn lại hơn so với phiên bản tiền nhiệm trước đó ha. Đó, thì cái phần đầu này có vẻ thay đổi hơi khá là nhiều. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ di chuyển xuống dưới cái phần bánh xe này anh chị. Về thiết kế thì vẫn là kiểu mâm này, không có gì thay đổi ha, vẫn được trang bị thắng đĩa ABS trước và sau luôn. Đó. Rồi, Nam sẽ quay cho anh chị xem về cái thông số của cái vỏ này luôn ha. Đây, cái thông số nó sẽ nằm bên đây. Nó hơi mờ tí, anh chị thông cảm nha. Đây anh chị, thông số vỏ là 110, 70, 16 nha. Mâm 16 inch, vỏ không có ruột nha anh chị. Thiết kế mâm theo kiểu là 6, 6 chấu kép nha. Xe vừa mới về là lên sóng cho anh chị xem ngay luôn. Rồi, phía sau đây. Yên xe thì là màu đen nha anh chị, tay dắt phía sau thì cũng sơn màu đen sơn nhám luôn. Đây anh chị, màu đen sơn nhám, chất liệu vẫn là nhựa nha anh chị chứ không phải là bằng gen ha. Chỉ mai thì cái chỉ này nó giống như là màu kem nha anh chị. Còn đây là cái phần logo và cái số 350i nè, được xi màu xám luôn, nhìn rất là cá tính ha, 350i. Rồi ốp sườn thì có một đường gân dập nổi lên tạo nên cái nét thể thao của chiếc xe. Cái viền phía sau cụm đèn hậu này nó không còn là mạ crôm nữa mà nó giống như là nó xi lại màu xám luôn anh chị, nhìn cho nó liền lạc hơn ha. Xe được trang bị hai phuộc và phuộc này điều chỉnh được nha, công nghệ máy mới nhất là công nghệ EFP cộng ha. Cái dung tích xi lanh này chính xác là 330 cc nha anh chị. Rồi em sẽ quay cái thông số bánh sau cho anh chị xem luôn là 130, 70, 16 ha. Mâm trước mâm sau bằng nhau nha anh chị, 16 inch. Và xe được trang bị thắng đĩa phía trước và thắng đĩa phía sau luôn, có ABS phía trước là có ABS phía sau luôn nha anh chị. Đây anh chị thấy cái vòng răng đó không đó. Ở thắt nam chúng ta cũng vậy, thắng đĩa trước là có thắng đĩa sau luôn, nó không có vụ mà thắng đĩa một bánh ha. ABS trước cũng có ABS sau luôn, ABS hai bánh, còn không có ABS là không có ABS hết ha, chứ không có vụ ABS một bánh nha anh chị. Đây, tem logo ở bên trái thì cũng như bên phải thôi anh chị. Nhưng mà riêng đối với cái dòng SH350i là tất cả các phiên bản và màu xe đều là ABS hết nha, không có thắng đĩa thường nha anh chị, cứ yên tâm ha. Có công nghệ ABS là có công nghệ chống trượt HSTC luôn. Rồi, đây là cái những cái nút bấm trên xe này, có pha kèn xi nhan đây nè. Mặt đồng hồ thì tinh chỉnh thêm những cái viền đen chỗ này nè anh chị. Cái này ha, nó giống kiểu giống như là một cái thiết kế ở bên trong mà nó chụp thêm một cái lớp nhựa bên ngoài anh chị. Nhìn nó khá là sang trọng luôn á. Và đối với dòng SH350 không có chế độ Alien Top nha anh chị. Đây, khóa thông minh nè. Vẫn đầy đủ hai nút bấm ba tính năng ha, xíu nữa em lấy cái remote cho anh chị xem. Rồi, cái hộp để đồ bên phải thì được nhà máy dời sang bên trái, nhấn vào ba những cái chấm này nè, mở nắp ra. Bên trong này có cổng sạc luôn. Cổng sạc này là cổng sạc Type C nha. Lúc trước cái phiên bản cũ thì nó nằm ở phía trong cốp xe, nhưng mà bây giờ thì phiên bản mới nằm ở phía trước này, nó tiện hơn và đảm bảo an toàn hơn so với cái việc nằm trong cốp nha anh chị. Em lấy cái remote cho anh chị xem ha, cốp này thì cũng cạn thôi chứ không có sâu nha anh chị. Đây, y hệt như thắt mod như remote của thắt nam 125 160 anh chị. Hai nút bấm ba tính năng mở ngọn ốp chống trộm và tìm xe. Xe này chống trộm là có sẵn nha, không cần phải lắp đặt thêm nha anh chị. Có một bảng đỏ ở giữa luôn nè, đây là tem thông số của xe.
Anh chị lưu ý ha, xe này là xe Việt Nam nha, có chế độ bảo hành luôn. Trọng lượng bản thân là 172 kg nè, thể tích làm việc là 330 cm khối ha, năm sản xuất là 2024. Xe này là xe Việt Nam nha anh chị, bảo hành toàn quốc 3 năm hoặc 30.000 km, hệ thống hết toàn quốc ha, giống như những dòng xe Honda khác thôi. Phần cốp xe đây, bình xăng đặt dưới yên ha, bình xăng này có dung tích chứa được 9,3 lít xăng nha anh chị. Đây là cốp xe này. Cốp này thì để được hai món bảo hiểm đồ nữa đầu ha, ở nhỏ vừa thôi, tức là bự quá đấy cũng không vừa. Còn đây, đây là cái cải tiến mới ha, đèn soi cốp có luôn sách hướng dẫn sử dụng nhanh nè. Lúc trước nghe cái đèn đó là để cái cổng sạc anh chị, nhưng mà bây giờ không còn nữa, giờ ra phía trước rồi, thay thế vào đó là cái đèn soi cốp ha. Đó, rồi em sẽ quay tổng thể lại cho anh chị xem ha. Anh chị đánh giá như thế nào về cái mẫu xe SH 350i 2025 này, anh chị hãy cho một cái ý kiến ha, bằng cách để lại cái comment phía bên dưới nha anh chị. Riêng cá nhân của Nam thì thấy khá là ngầu ha. Và lưu ý là muốn sử dụng dòng xe này thì chúng ta bắt buộc phải sử dụng bằng lái hạng A2 mới được nha anh chị, còn A1 là không hợp lệ nha. Tại vì trên 175 cc là chúng ta bắt buộc phải sử dụng bằng lái hạng A2 ha. Con này thì mâm sơn đen, phuộc sơn đen luôn, màu này khá là cá tính và ngầu nha anh chị. Anh chị nào quan tâm thì liên hệ Nam ha, khu vực thành phố Cao Lãnh của tỉnh Đồng Tháp nha. Cửa hàng bên Nam là Head Honda Tân Tiến 2, địa chỉ là số 92 quốc lộ 30, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh của tỉnh Đồng Tháp ha. Anh chị nào quan tâm thì có thể đến xem trực tiếp nha anh chị, xe vừa mới về luôn á. SH 350i 2025, một cái màu phải nói là rất là cá tính, đó là cảm nhận riêng của Nam thôi nha. Rồi thì đó là tất cả thông tin về cái mẫu xe này. Anh chị nào quan tâm thì liên hệ Nam. Bây giờ thì Nam xin phép kết thúc video tại đây. Cảm ơn tất cả quý vị khách hàng đã dành chút thời gian quý báu để theo dõi video của Nam. Hẹn gặp lại quý vị khách hàng vào những video tiếp theo nhé.